Bác sĩ chăm sóc sức khỏe kể lại khoảnh khắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tới giờ phút cuối cùng. Ngày Tổng Bí thư từ trần, buổi sáng ông vẫn nghe báo cáo công việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng. Bác sĩ Nguyễn Phương Đông xúc động kể lại. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Đông, nguyên chủ nhiệm khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động khi nhắc về những kỷ niệm của mình trong thời gian chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư. Ngay cả thời gian chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, Tổng Bí thư luôn có lịch làm việc cụ thể. Thông thường đầu giờ buổi sáng đều có các đồng chí là thư ký, trợ lý, chánh văn phòng đến báo cáo công việc. Từ 10 cho đến 11 giờ, Tổng Bí thư đọc tài liệu, đọc báo và đọc sách. Buổi chiều từ 14:30 đến 16 giờ là bác đọc tài liệu. Thậm chí đến ngày Tổng Bí thư từ trần, buổi sáng ông vẫn nghe báo cáo công việc, Tổng Bí thư đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Đông bồi hồi kể lại những giờ phút cuối bên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một trong những người lo bữa ăn hàng ngày cho Tổng Bí thư, chị Nguyễn Thị Xoa, khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chia sẻ. Bình thường khoảng 6:30 sáng đến 7 giờ đã chuẩn bị bữa sáng cho bác rồi, nhưng nay thì không còn được nấu cho bác nữa rồi. Những ngày qua chúng tôi rất buồn vì không được chuẩn bị bữa ăn cho bác nữa. Theo chị Xoa, Tổng Bí thư ăn uống rất đơn giản, ăn theo chế độ bệnh lý, món ăn thường là đồ rất mềm. Chúng tôi luôn muốn đổi thực đơn cho phù hợp nên đều hỏi hôm nay bác muốn ăn gì, bác chỉ cười hiền hậu. Các cô cho tôi ăn gì cũng được, không bao giờ bác yêu cầu. Bác thích ăn mì tôm, nhưng để đảm bảo sức khỏe chúng tôi không để bác ăn nhiều. Thậm chí khi ăn dù thấy không ngon nhưng bác cũng nói là rất ngon và không bao giờ chê, luôn miệng khen và động viên chúng tôi. Kể về những ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều trị tại bệnh viện, Thiếu tướng giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trong những ngày Tổng Bí thư ở bệnh viện, ông và cán bộ thầy thuốc học được rất nhiều điều về sự giản dị, tinh thần lạc quan, ân cần, chu đáo của ông. Mỗi câu chuyện, từng lời nói, nụ cười của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn toát lên lòng biết ơn và trân trọng những người thầy thuốc đã luôn ở bên cạnh mình, chăm sóc sức khỏe cho ông. Đảng, nhà nước, ngành y tế đã mời các chuyên gia giỏi đến cùng hội chẩn và điều trị. Điều đồng lại trong mỗi người đó là Tổng Bí thư luôn có niềm tin tuyệt đối dành cho ngành y tế nói chung và bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói riêng.